Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước phổ biến khung giá từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, các tỉnh ở thị trường miền Bắc vẫn duy trì mức giá nhỉnh hơn so với các tỉnh khác. Trong ngày hôm nay ở thị trường miền Bắc, đa phần các hộ chăn nuôi bán với mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Lượng heo về các chợ đầu mối lớn, đặc biệt là chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay vẫn nhiều. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong những ngày qua có động thái giảm giá heo, đó là một trong những nguyên nhân khiến cho giá heo hơi ở trong dân có xu hướng giảm. Tuy nhiên, theo nhiều thương lái tại chợ đầu mối này cho hay, hiện nay Trung Quốc đang thu mua heo mỡ, tức là heo đuôi dài, để làm nhân bánh trung thu. Chính vì vậy mà lượng heo này đang được bán ra nhiều hơn. Và xuất theo đường tiểu ngạch ở một số cửa khẩu như Lạng Sơn, Hà Giang hay đối với khu vực Lào Cai và Cao Bằng. Giá heo nuôi trong dân 3 ngày qua có xu hướng giảm nhẹ, mức giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg gần như không còn nhiều nữa. Số trang trại có mức giá 60.000 đồng cũng không còn phổ biến nhiều. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu đồng bằng Bắc Bộ trước kia có mức giá cao, nay cũng chỉ dao động từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt khu vực Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương hay đối với trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại nhiều địa phương ở khu Trung Du và miền núi cũng có xu hướng giảm tương tự, còn mức 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg, nhất là khu Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay đối với khu vực tỉnh Thái Nguyên. Theo anh Đức, một hộ chăn nuôi ở huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ cho rằng, thời điểm này thông thường người chăn nuôi sẽ tính đến việc tái đàn để chuẩn bị tiêu thụ vào dịp cuối năm, nhưng năm nay diễn biến này đang rất hết sức im ắng. Với giá heo hơi trên địa bàn chỉ dao quanh 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Ngay như một số địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay, phần lớn các địa phương đều đang dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 57 cho đến 61.000 đồng. Khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang cũng chỉ ở mức 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Đà giảm ở các tỉnh thuộc khu miền Trung và Tây Nguyên vẫn chịu ảnh hưởng. Phần lớn các địa phương này đang dưới 60.000 đồng, ngay như các tỉnh như Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay cũng chỉ ở mức 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí nhiều địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay còn có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng như khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên cũng không mấy khả quan khi giá heo hơi chỉ dao động từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Như khu Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum hay đối với khu Đắk Nông. Còn đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, đà giảm giá heo hơi có xu hướng nhẹ hơn so với các tỉnh ở thị trường miền Bắc. Một số địa phương ở thị trường miền Đông Nam Bộ vẫn duy trì mức giá từ 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Tây có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Khu Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng hay đối với khu Trà Vinh trong ngày hôm nay phổ biến khung giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay. Thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn huyện Đan Phượng của thành phố Hà Nội có mức giá bình quân 58 cho đến 59.000 đồng. Khu vực Phúc Thọ trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Hưng Yên có mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Ở khu vực Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình cũng chỉ ở mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Khu vực Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương, những đàn heo đẹp có mức giá 58 cho đến 60.000 đồng, xấu thì thấp hơn từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng.
Ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, trong ngày hôm nay lượng heo về chợ nhiều, rất nhiều xe heo vẫn chưa xuống được. Lượng heo về chợ quá nhiều, sức tiêu thụ không mấy khả quan. Chính vì vậy mà hàng tồn, hàng ế ở khu này trong ngày hôm nay khá lớn. Theo ông Nguyễn Thế Trinh, trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam nhận định, trong ngày hôm nay lượng heo về nhiều, nếu cứ đà này thì giá heo sẽ tiếp tục có xu hướng giảm, khi mà trong ngày hôm nay các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đều thông báo đến khách hàng về giảm giá heo thịt bán ra. Còn trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, đối với những đàn heo siêu, áp siêu thì ở mức 56 cho đến 58.000 đồng. Quảng Ninh có mức giá 57 cho đến 61.000 đồng. Nam Định có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực ven biển Hải Hậu của tỉnh Nam Định phổ biến mức giá 59.000 đồng. Tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay khung giá 57 cho đến 60.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Bắc Ninh phổ biến mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu Trung Du như Phú Thọ có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Thái Nguyên trong ngày hôm nay dao động trong khung giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên, hộ chăn nuôi báo giá những đàn heo siêu 58 cho đến 60.000 đồng. Còn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ở mức 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang 57 cho đến 61.000 đồng. Trong khi đó, Cao Bằng có mức giá 58.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Tuyên Quang 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Các địa phương ở khu Tây Bắc như Sơn La có mức giá bình quân 57 cho đến 59.000 đồng. Lai Châu và Điện Biên có mức giá nhỉnh hơn 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Hòa Bình cũng chỉ ở mức 57 cho đến 59.000 đồng. Bên cạnh đó, một số địa phương ở khu miền Trung như Thanh Hóa 58 cho đến 61.000 đồng. Khu vực Yên Định, khu vực Cẩm Thủy trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá 60.000 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Nghệ An, phổ biến mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng dao động mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Quảng Bình và Quảng Trị ở mức 57 cho đến 59.000 đồng. Huế phổ biến mức giá 58.000 đồng trong ngày hôm nay. Và hai địa phương là Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Phú Yên 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bình Định cũng có mức giá tương tự. Trong khi đó, Khánh Hòa phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận cũng không có sự thay đổi trong ngày hôm nay với mức bình quân từ 57 cho đến 59.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở cục Tây Nguyên ghi nhận Lâm Đồng phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Gia Lai có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk 58.000 đồng. Cục Đắk Nông phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Kon Tum, phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đối với thị trường miền Nam, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng. Đồng Nai phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 57 cho đến 58.000 đồng. Bình Phước cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Tây Ninh có mức giá bình quân 58.000 đồng trên 1 kg. Riêng chỉ có khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là phổ biến mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Bến Tre phổ biến mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Khu vực Tiền Giang 58.000 đồng trên 1 kg. Long An ở mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Trà Vinh 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá dao động 56 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Sóc Trăng bình quân 58.000 đồng. Vĩnh Long, An Giang có mức giá 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ và Đồng Tháp trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động với mức giá 58 cho đến 59.000 đồng. Kiên Giang 58.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá của Kiên Lương đang có mức giá như vậy. Trong khi đó, Cà Mau với mức giá 57 cho đến 59.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.